một hệ thống đường sắt kết nối Trung Quốc với hai nước Đông Nam Á là Lào và Thái Lan. Xa hơn là muốn kết nối toàn bộ Đông Nam Á lại với nhau trong chiến lược vành đai và con đường. Thế nhưng, ẩn sau sự vui mừng của những người dân Thái-Lào khi nông sản của họ ồ ạt được tiến vào thị trường Trung Quốc, người người nhà nhà tấp nập đi lại giúp cho ngành du lịch và giao thương phát triển, thì tuyến đường sắt cao tốc Trung Lào-Thái giờ đây lại đẩy hai quốc gia Đông Nam Á này vào một cơn đau đầu kinh niên. Đó là cái bẫy nợ của Trung Quốc có thể ập xuống đầu họ bất cứ khi nào. Và cũng không ngờ rằng, dù chẳng liên quan gì tới tuyến đường sắt này, nhưng nó thì lại khiến người Việt Nam lo lắng không kém. Vậy thực sự thì ai là bên hưởng lợi nhiều nhất? Ai là người mất nhiều nhất từ tuyến đường sắt Trung Lào Thái? Nó có thể đe dọa tới tình hình Việt Nam như thế nào? Hãy cùng Battlecry tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Chào mừng đến với Battlecry, người kể sử. Tổng quan về hệ thống đường sắt Trung Lào Thái. Với tham vọng xây dựng một hệ thống đường sắt cao tốc nối liền các nước trong khu vực Đông Nam Á, ngay từ những năm đầu của thập niên 2010, giới chức Trung Quốc và các nước Đông Nam Á như Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore đã nhiều lần gặp mặt nhau để thảo luận. Cuối cùng, do các biến động về chính trị cũng như nghi ngờ về thái độ của Trung Quốc, chỉ còn Lào và Thái Lan là tham gia tới cùng cho quá trình xây dựng. Bắt đầu từ tháng 12 năm 2016, tuyến Trung Quốc-Lào đã được khởi công xây dựng đầu tiên và sau đó là nối tuyến Lào-Thái. Gần như toàn bộ quá trình xây dựng đều do các chủ đầu tư Trung Quốc tiến hành, hai nước chỉ góp vốn. Ngày 3 tháng 12 năm 2021, đoàn tàu tốc độ cao đầu tiên trên tuyến đường sắt Trung-Lào bắt đầu lăn bánh từ Sơn Tây, Trung Quốc hướng tới Viên Chăn, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành đường sắt của Lào. Tuyến đường sắt này dài 414 km và có giá trị khủng lên tới 5,9 tỷ đô. Nó nối thủ đô Viên Chăn tới thị trấn biên giới Bô Tèn. Tại Bô Tèn, đoàn tàu sẽ được đi tiếp sang tuyến đường sắt dài 595 km tới thành phố Côn Minh. Phải lưu ý thêm rằng, loại tàu hoạt động trên tuyến đường sắt này chính là tàu cao tốc có tốc độ lên tới 250 km/h và chạy bằng năng lượng điện. Nhờ vậy mà thời gian di chuyển bằng tàu từ Viên Chăn tới cửa khẩu chỉ còn có 4 tiếng, nhanh hơn gần 4 lần so với 15 tiếng đi bằng ô tô. Và bắt đầu từ đây, người dân và hàng hóa của hai nước lần đầu tiên có thể qua lại với nhau một cách nhanh chóng mà chẳng cần phải chi số tiền quá lớn cho vé máy bay hay tàu thủy. Đến tháng 4 năm 2023, tuyến đường sắt còn được nối với Thái Lan, chính thức đưa xứ sở Chùa Vàng gia nhập hệ thống đường sắt xuyên biên giới kết nối với Trung Quốc. Từ đó, toàn tuyến đường sắt Trung Quốc-Thái Lan có chiều dài lên tới 1.830 km. Với việc mở thêm tuyến Thái-Lào, Trung Quốc đã kết nạp thêm một thành viên nữa trong ASEAN vào hệ thống đường sắt của mình sau Việt Nam, Lào và Myanmar. Thế nhưng, tham vọng phủ sóng châu Á bằng đường sắt của Trung Quốc đâu chỉ có vậy. Họ còn muốn mở rộng mạng lưới đường sắt cao tốc vươn xa đến hết phía Nam, xẻ dọc Đông Nam Á, kéo xuống tận Singapore. Trước mắt, họ đã hỗ trợ hơn 41 triệu đô để kéo đường sắt Trung Lào Thái đến với Campuchia. Còn nhìn xa hơn, Trung Quốc đã ký với Malaysia một bản hợp đồng xây dựng đường sắt với chi phí lên tới khoảng 10,69 tỷ đô, hứa hẹn sẽ thành công nối Côn Minh, Trung Quốc với Singapore, đạt tổng độ dài quãng đường là 3.900 km. Thậm chí họ còn bắt tay với cả Indonesia để xây đường sắt và đưa hệ thống tàu cao tốc Trung Quốc vượt đất liền để tiến luôn ra cả biển. Có thể nói rằng giấc mơ Trung Hoa lần này thực sự khổng lồ và hoàn toàn có thể bao trùm luôn toàn bộ Đông Nam Á hay trong tương lai là cả châu Á. Mục đích trên giấy tờ của tuyến đường sắt. Khi xây dựng tuyến đường sắt này, người Trung Quốc muốn cho thế giới thấy rằng
mục đích chính yếu của họ không gì khác ngoài việc hợp tác thúc đẩy kinh tế, hỗ trợ các nước xung quanh phát triển. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nhấn mạnh rằng dự án này sẽ biến Lào trở thành một trong các mắt xích vận tải quan trọng, đồng thời giảm từ 30 tới 40% chi phí vận chuyển hàng hóa so với đường bộ. Từ đó, giúp Lào đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới. Và quả thực, điều này đã xảy ra. Sau khi chạy được 13 tháng, tuyến đường sắt Trung Lào đã vận chuyển khoảng 2,3 triệu tấn hàng hóa xuyên biên giới với giá trị là hơn 2,2 tỷ đô. Một con số rất lớn so với quy mô nền kinh tế của Lào. Về khoản đưa đón thì chỉ sau hơn 17 ngày hoạt động, tuyến đường sắt đoạn qua Lào đã đưa đón hơn 2 vạn lượt khách, làm thay đổi hẳn cuộc sống và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân của Lào. Do đó, tuyến đường sắt xuyên biên giới này được kỳ vọng là sẽ mở ra một chương mới thực sự huy hoàng cho việc giao thương giữa Trung Quốc và khối ASEAN. Và điều này thì lại càng được khẳng định hơn sau khi tuyến đường sắt kết nạp thêm Thái Lan, thì đúng là việc xuất khẩu nông sản của nước này đã phát triển thần tốc. Chỉ riêng với quả sầu riêng, 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu mặt hàng này của tuyến đường sắt đã đạt hơn 57 triệu đô, tăng 364% so với cùng kỳ năm ngoái. Chưa kể tới việc chi phí vận chuyển và bảo quản đã giảm tới 30%, tạo thêm thuận lợi cực kỳ lớn cho ngành xuất khẩu của Thái Lan. Nhắc tới Thái Lan thì phải nhắc tới gạo. Chỉ trong tháng 1 năm 2023, xứ sở Chùa Vàng đã xuất khẩu khoảng 1.000 tấn gạo đầu tiên qua tuyến đường sắt cao tốc này. Không dừng lại tại đó, dự án cũng được kỳ vọng là sẽ giúp cho Thái Lan tăng cường kết nối giữa Bangkok với vùng Đông Bắc xa xôi, làm bùng nổ cơ hội kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại những địa phương dọc tuyến đường. Còn về phía Trung Quốc, việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng các quốc gia Đông Nam Á được coi là một phần trong chiến lược vành đai và con đường. Phía Trung Quốc cho biết, các quốc gia nằm trong khuôn khổ sáng kiến này sẽ chiếm khoảng 1/3 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc. Vì vậy mà dự án đường sắt được kỳ vọng sẽ là nhân tố cốt lõi cho sự trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Đông Nam Á, mang về nhiều nguyên liệu hơn từ khu vực Đông Nam Á chủ phú, cũng như giúp nhiều tổ chức, doanh nghiệp của Trung Quốc được hưởng lợi lớn hơn, nhất là về mặt xuất nhập khẩu và du lịch, do chi phí và vận tải giờ đây đã được giảm đi rất nhiều. Lấy một con số cụ thể, vào ngày 15 tháng 12 năm 2021, tức là chỉ sau có 12 ngày hoạt động, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu từ Trung Quốc tới Lào qua tuyến đường sắt này đã sớm vượt 100 triệu nhân dân tệ. Qua đây, dường như người Trung Quốc đã có lý khi bảo rằng mục tiêu của tuyến đường sắt này là mang tới một làn sóng kinh tế mới vốn đầy hứa hẹn. Bẫy nợ rình rập Lào và Thái Lan. Vậy nhưng, bên cạnh những nguồn lợi dành cho Thái Lan và Lào, thì những nguy cơ cũng đang dần hiện ra trước mắt họ. Có lẽ là cả người Thái và người Lào đều không thể ngờ được rằng chỉ vì một tuyến đường sắt cao tốc này mà cái bẫy nợ của Trung Quốc rơi vào đầu họ lại gần tới vậy. Để rồi họ sẽ phải đứng trước hai sự lựa chọn đau lòng như nhiều quốc gia đang vướng vào BRI. Một là để Trung Quốc gây ảnh hưởng chính trị ngày càng nhiều hơn tới mình. Hoặc là hai, phải chuyển nợ thành tài sản hoặc tài nguyên và để Trung Quốc quản lý nó. Điều này đã từng trở thành sự thật khi Sri Lanka đã mất quyền kiểm soát cảng biển Hambantota vào tay Trung Quốc hồi năm 2017 do bị rơi vào bẫy nợ. Hay còn đó là một bài học nhãn tiền khác ngay tại Đông Nam Á mang tên Indonesia với đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung. Dự kiến nó sẽ được hoàn thành vào năm 2019, thế nhưng sau khoảng 3 năm chậm tiến độ, chi phí đã bị đội lên gần 20%, từ 6,7 tỷ đô lên tới hơn 8 tỷ đô. Đáng chú ý là số tiền xây dựng của phía Indonesia thì lại lấy hoàn toàn từ vốn vay của Trung Quốc. Và thế là chính phủ của nước này phải đối mặt với việc tự móc hầu bao hàng nghìn tỷ rupia để bù chi phí đội giá cho dự án. Và như vậy, xứ sở vạn đảo lại ngày càng xa vào bẫy nợ của Trung Quốc. Từ hai tham chiếu trên, có thể thấy rằng Lào và Thái Lan có nguy cơ rất cao bị đưa vào trong. Nói về xứ sở Chùa Vàng trước, tuyến đường sắt cao tốc đã quăng người Thái vướng vào tình cảnh nợ chồng nợ.
Trung Quốc đề nghị nước này vay vốn để xây dựng đường sắt với lãi suất ưu đãi là 2,5%, thời gian vay là 20 năm. Nghe hai chữ ưu đãi thì có vẻ là Trung Quốc rất tốt bụng. Thế nhưng thực tế thì lãi suất này cao hơn mức 1,5% với thời hạn từ 10 tới 30 năm mà Thái Lan vẫn vay của nhiều ngân hàng đa phương khác. Bên cạnh đó, vì dự án bị đình trệ mà nó đã đội giá lên tới 5,8 tỷ đô so với ước tính ban đầu là chỉ 4 tỷ đô. Trung Quốc cũng yêu cầu phải trả lương tối thiểu cho lao động người Trung Quốc là 26 đô la một ngày, trong khi lương tối thiểu của Thái Lan chỉ là 10 đô một ngày. Ngoài ra, để thực hiện giai đoạn 2, Thái Lan có khả năng còn phải chi thêm tận 8,6 tỷ đô nữa. Điều này đương nhiên là làm cho phần tiền chi trả của người Thái ngày càng phình to, kéo theo khoản nợ Trung Quốc ngày một nhiều hơn. Chưa kể, tình hình kinh tế của Thái Lan gần đây thì cũng chẳng khả quan gì. Nợ hộ gia đình của Thái Lan hiện nay đã vượt quá 90% GDP, trong khi nợ công thì chiếm 61% GDP và lạm phát thì đang tăng vọt. Mới đây, họ còn phải phát tiền kỹ thuật số trị giá 10.000 bạt, tức là khoảng gần 7 triệu đồng Việt Nam, cho mỗi người dân từ đủ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc, với mục đích là tạo ra một cơn sóng thần kinh tế về tiêu dùng. Tuy nhiên, việc phát tiền kiểu này thì lại cho thấy rằng Thái Lan đã xuất hiện tình trạng sụt giảm sức mua, cũng chính là dấu hiệu rõ rệt của một nền kinh tế đang đi xuống. Mà thực sự, nền kinh tế sụt giảm cộng với các khoản nợ tăng cao chính là những dấu hiệu đầu tiên của một quốc gia vỡ nợ. Quay trở lại với Lào, nước trung gian trong tuyến đường sắt này, việc thi công dự án 5,9 tỷ đô đã làm dấy lên những hoài nghi do khoản đầu tư khổng lồ này sẽ đẩy Lào vào một bẫy nợ, khi mà 60% số vốn đầu tư tương đương với 3,5 tỷ đô là do họ vay ngân hàng xuất nhập khẩu của Trung Quốc. Hậu quả là đã tạo ra một khoản nợ lớn cho quốc gia nhỏ bé này. 40% số tiền đầu tư còn lại thậm chí còn bị yêu cầu là phải chi trả ngay khi mới xây dựng để có thể trang trải chi phí ban đầu, và Lào thì bị yêu cầu là phải góp vào đó 730 triệu đô. Phần còn lại, 480 triệu đô sẽ tiếp tục vay từ ngân hàng Trung Quốc. Rốt cục, sau khi cộng các khoản nợ khác với khoản nợ từ việc xây dựng tuyến đường sắt, tổng nợ của Lào đã vượt quá 14 tỷ đô. Một con số đáng sợ khi so với GDP của Lào đang chỉ đạt 19,14 tỷ đô vào năm 2020. Những khoản nợ từ dự án này cũng suýt báo hại Lào ít nhất là một lần. Ngay trong năm 2020, nợ công của nước này đã chiếm tới 65-68% GDP, trong đó bao gồm cả số tiền nợ từ dự án đường sắt cao tốc. Đáng lo ngại hơn, dự trữ ngoại hối của Lào đã giảm xuống chỉ còn 864 triệu đô, trong khi nợ phải trả của nước này từ năm 2020 đến cuối năm 2024 là hơn 1 tỷ đô một năm. Điều đó đã đẩy nước Lào tới sát bờ vực vỡ nợ nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài. Và nếu không thể trả được nợ, khả năng là Lào sẽ phải nhường quyền kiểm soát các cơ sở hạ tầng ngay trên đất nước của mình cho Bắc Kinh. Đây chính là cái bẫy mà Trung Quốc đã giăng ra. Và nếu như Bộ Tài chính Việt Nam không kịp thời cứu Lào với các hành động như tặng Lào gần 1.000 tỷ đồng vào năm 2020, viện trợ không hoàn lại khoảng 3.600 tỷ đồng trong giai đoạn từ 2021 tới 2025 và tiếp tục cho vay thêm 502 triệu đô, thì Lào đã vỡ nợ từ năm 2021 rồi. Đứng trước những lo ngại này, Lào còn cho rằng họ sẽ sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên như một loại tài sản thế chấp và để trả nợ. Thế nhưng, phần lớn nguồn sinh kế của người dân Lào lại đến từ đất và rừng, cũng lại là nơi chứa đựng những khoáng sản của họ. Vậy thì phần sinh kế đó có đáng làm tài sản thế chấp hay không? Rõ ràng là không. Người dân sẽ là đối tượng đầu tiên phải trả giá cho dự án đường sắt này. Nhìn chung, không như những gì đã vẽ ra trên giấy tờ, thực sự Trung Quốc đã quá cao tay khi mà họ đưa ra một dự án có vẻ bề ngoài rất tốt đẹp để đẩy Lào và Thái Lan tiến gần hơn tới bẫy nợ. Từ đó, họ hoàn toàn có thể lấy đi rất nhiều thứ từ hai quốc gia Đông Nam Á này, từ tầm ảnh hưởng của chính phủ cho tới quyền quản lý tài sản và cả tài nguyên thiên nhiên của nước sở tại. Ngoài ra, dự án chẳng để lại nợ nần gì cho Việt Nam, thế nhưng lại mang tới nỗi lo ngày ngáy dành cho giải đất hình chữ S. Để giải thích điều này, hãy cùng xem phần cuối của video nhé.
nỗi lo dành cho Việt Nam. Như đã nói ở trên, việc Trung Quốc đã khai thông tuyến đường sắt giữa Lào và Thái Lan đã giúp cho thời gian vận chuyển hàng hóa, trong đó có các sản phẩm nông sản từ Thái Lan sang Trung Quốc sẽ giảm xuống. Cùng với đó là chi phí vận chuyển giảm khoảng 30%. Đây là một tín hiệu vô cùng tích cực với người Thái, thế nhưng lại là một vấn đề nan giải đặt ra cho nông sản Việt Nam. Hiện nay, chất lượng nông sản của Việt Nam đang thua kém khá xa so với Thái Lan. Và nếu doanh nghiệp Việt Nam không kịp thời cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm và giảm chi phí, thì nguy cơ đánh mất thị trường Trung Quốc vào tay người Thái sẽ ngày một hiển hiện rõ ràng hơn trước mắt người Việt. Thế nhưng nỗi lo giành giật thị trường chỉ là một điều rất nhỏ trong tổng thể chung những nỗi lo lắng của Việt Nam về hệ thống đường sắt này. Cụ thể, Việt Nam không hề muốn Lào rơi hẳn vào tay của Trung Quốc. Có thể thấy rằng ở Việt Nam, phần đất miền Trung rất hẹp và Lào thì lại nằm sát với vùng đất này. Và nếu viễn cảnh xấu rằng Lào thuộc về Trung Quốc, nếu có chiến tranh xảy ra, Việt Nam hoàn toàn có thể bị tấn công từ mạ sườn và có thể sẽ bị chia cắt đất nước ra làm đôi như thời chiến tranh Việt Nam. Mà viễn cảnh xấu với Việt Nam thì lại ngày càng hiển hiện rõ, vì nếu Lào có vỡ nợ thì khả năng cao là họ sẽ phải trao nhiều thứ về tay của Trung Quốc. Mà kể cả không vỡ nợ thì họ vẫn có thể ngả về phía đất nước xứ tỷ dân do những lợi ích về kinh tế rõ ràng mà tuyến đường sắt cao tốc đem lại. Do đó, Việt Nam bắt buộc phải cạnh tranh với Trung Quốc như hành động cứu Lào khỏi bẫy nợ đã kể trên, hay việc tặng Lào một tòa nhà quốc hội và giúp Lào xây dựng một số tuyến đường để nối Lào đến cảng Vũng Áng hay nối từ Viên Chăn tới Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn thực sự khó cho Việt Nam trong cuộc chơi này, vì Trung Quốc đương nhiên có nhiều tiền hơn nên họ hoàn toàn nắm thế chủ động trong việc gây ảnh hưởng lên chính quyền Viên Chăn. Minh chứng cụ thể là dù cho vẫn đang còng lưng trả nợ cho Trung Quốc, nhưng Lào thì vẫn cứ nhấn chìm sâu vào cái mối tình với anh bạn này. Không chỉ có vậy, hệ thống đường sắt cao tốc Trung Lào Thái còn mang tới nguy cơ Việt Nam bị Trung Quốc siết vòng vây cả trên biển lẫn trên bộ. Nhìn trên bản đồ, Trung Quốc hoàn toàn có thể bao vây giải đất hình chữ S từ cả bốn phía. Phía Bắc thì chính là Trung Quốc đại lục, phía Đông và Đông Nam là đường lưỡi bò trái phép của họ. Rồi giờ đây là cả phía Tây và Tây Nam cũng hiển hiện hệ thống đường sắt Trung Quốc kéo dài tới tận Malaysia nếu có thể, hay trong tương lai thậm chí là cả Indonesia. Trong thời cuộc hiện giờ, tình hình Biển Đông đang vô cùng căng thẳng, Việt Nam thì lại ngày càng tìm cách giảm thiểu ảnh hưởng của Trung Quốc, khiến có thể họ cảm thấy khó nuốt trôi sau khi đã gây ảnh hưởng được tới hầu hết các quốc gia trong Đông Nam Á khác. Do đó, với cái thế bao vây tứ phía này, Trung Quốc có thể bước thêm một bước nữa tới việc gây sức ép lên Việt Nam nhằm thu phục được nốt cái gai này, từ đó mới có thể thúc đẩy được sáng kiến BRI của họ. Và nếu chiến tranh Việt-Trung có lỡ xảy ra thêm một lần nữa, thật khó để Việt Nam có thể thoát ra khỏi sự bao vây và tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Đây sẽ là một bài toán khó giải dành cho Việt Nam, vì tất cả các dự án đường sắt cao tốc đều nằm ngoài phạm vi nước Việt Nam và thật khó để người Việt có thể tác động vào được. Chung kỳ lại, tuyến đường sắt cao tốc Trung Lào Thái, mặc dù trên giấy tờ là một dự án nhằm phát triển kinh tế mang lại nhiều lợi ích nhất cho Lào và Thái Lan rồi sau đó mới tới Trung Quốc, thế nhưng trên thực tế đến hiện giờ thì nước hưởng lợi nhiều nhất lại chính là Trung Quốc, với lợi ích chủ yếu lại không phải là kinh tế mà về sức ảnh hưởng của địa chính trị. Không những vậy, hiệu quả thì ít mà tác hại kinh tế của tuyến đường này gây ra cho cả Lào và Thái Lan hiện nay đang là quá lớn, đẩy họ vào cái bẫy nợ của Trung Quốc. Riêng Lào thì còn có thể vỡ nợ bất cứ khi nào. Thậm chí, độ nham hiểm của người Trung Quốc còn lớn tới mức có thể chặt đứt một liên minh quốc tế vững chắc như Việt-Lào, cũng như cô lập được một quốc gia vốn chẳng liên quan gì tới tuyến đường sắt như Việt Nam. Việt Nam thực sự chỉ có một lối thoát duy nhất, đó là tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế như hiện nay thì mới có thể tránh được sự cô lập. Vì chỉ khi các quốc gia được hưởng lợi thật nhiều từ Việt Nam thì họ mới ra sức bảo vệ nguồn lợi này. Tuy nhiên, cũng không thể để bất cứ một quốc gia nào lợi dụng Việt Nam để kích động chiến tranh, vì khi đó, nguy cơ giải đất hình chữ S bị cô lập là rất cao. Thật may mắn
rằng chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam là có thể đáp ứng cả hai tiêu chí này. Và chỉ có nó mới giúp Việt Nam tránh được khỏi sự phức tạp của tình hình quốc tế hiện tại.